Món quà cảm ơn, năm ngoài đường băng, chuyến bay giải cứu. Không chỉ doanh nghiệp Thanh Hóa, mong các cơ quan đừng đánh võng. Món quà cảm ơn, năm ngoài đường băng, chuyến bay giải cứu. Thưa quý vị, món quà cảm ơn như đã nêu, không hề mang ý nghĩa chân tình, mà đó được xem như là khoản phí bắt buộc để các doanh nghiệp được tham gia thực hiện chuyến bay giải cứu. Món quà cảm ơn không còn giữ nguyên khái niệm vốn có. Trong đại án chuyến bay giải cứu đang được Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử công khai, món quà cảm ơn có giá trị từ vài trăm triệu đồng đến vài tỷ đồng thì quan hệ giữa người đưa và người nhận đã nằm ở một cấp độ khác, phức tạp hơn và éo le hơn. Món quà cảm ơn hao hao một uyển ngữ mà các cựu cán bộ tỏ ra thích thú sử dụng để ngụy biện cho hành vi nhận hối lộ khi trình bày trước cơ quan điều tra và hội đồng sơ thẩm. Chỉ riêng bị cáo Hoàng Diệu Mơ, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại du lịch dịch vụ hàng không An Bình, khai rằng đã đưa món quà cảm ơn đến 26 lần cho các lãnh đạo ở Bộ Ngoại giao. Cụ thể, 8 món quà cảm ơn cho cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng có tổng số tiền là 8,5 tỷ đồng, 11 món quà cảm ơn cho cựu Cục trưởng Cục lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan có tổng số tiền là 13,2 tỷ đồng và 7 món quà cảm ơn cho cựu Cục phó Cục lãnh sự Đỗ Hoàng Tùng có tổng số tiền là 2,6 tỷ đồng. Những món quà cảm ơn được giao dịch trong bóng tối đều nằm ngoài đường băng của những chuyến bay giải cứu. Thậm chí, với thái độ có vẻ thật thà, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng còn không nhớ là mình đã nhận bao nhiêu món quà cảm ơn mà phải nhờ các bị cáo khác nhắc nhở dùm. Cũng còn may, bị cáo Lê Thị Ngọc Anh, cựu chuyên viên phòng nhà khách vụ lễ tân ban đối ngoại trung ương không bị mắc chứng mất trí nhớ nên khai là đã gặp và đưa món quà cảm ơn cho vị cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổng cộng là 54.000 đô la Mỹ và 300 triệu đồng. Qua cáo trạng dài hơn 100 trang mà Viện Kiểm sát truy tố 54 bị cáo trong đại án chuyến bay giải cứu, người thờ ơ nhất cũng phải giật mình về sự lắt léo và táo tợn của những món quà cảm ơn. Với tổ công tác 5 bộ triển khai chuyến bay giải cứu, thì trừ Bộ Quốc phòng, những món quà cảm ơn đã xuất hiện ở Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải. Các chủ doanh nghiệp liên quan đến tội danh đưa hối lộ đều cho biết là phải có món quà cảm ơn cho cán bộ vì muốn tạo điều kiện cấp phép chuyến bay giải cứu. Do những món quà cảm ơn không xuất phát từ sự tự nguyện nên có nhiều màu sắc lâm ly. Bị cáo Nguyễn Thị Dung Hạnh, giám đốc công ty J19 thú nhận rằng bị cáo có tham khảo một số công ty khác và được khuyên là nên gửi món quà cảm ơn nên bị cáo đưa. Đứng ở tòa, bị cáo nhận thức được hành vi của mình là đưa hối lộ. Trước đó, suy nghĩ của bị cáo là mọi người làm việc vất vả nên gửi món quà cảm ơn. Nhưng nực cười thay là có một điều các bị cáo không dám nói rõ là những món quà cảm ơn đó đều trắng trợn lấy từ túi tiền eo hẹp của hàng vạn người Việt xa xứ vào thời điểm hoang mang và sợ hãi vì Covid-19, chỉ ao ước được trở về quê hương yên ổn ứng phó đại dịch toàn cầu. Không chỉ doanh nghiệp Thanh Hóa, mong các cơ quan đừng đánh võng. Thưa quý vị, tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, ông Cao Tiến Đoàn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh này đã chỉ thẳng nhiều điểm nghẽn đối với doanh nghiệp và mong các cơ quan chức năng đừng đánh võng khi xử lý công việc.
trao đổi với phóng viên báo Lao Động về ý kiến phát biểu đừng đánh võng của ông Cao Tiến Đoàn, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho rằng, đúng là có tình trạng do sợ sai, sợ trách nhiệm, nên có một việc được giao nhiệm vụ, đơn vị cứ vòng vo xin ý kiến hết cơ quan này đến cơ quan khác, kể cả những ban ngành không liên quan gì. Ông Đỗ Minh Tuấn thẳng thắn nhìn nhận thực trạng đùn đẩy trách nhiệm hiện nay của các cơ quan công quyền địa phương. Ông Tuấn cho biết, tỉnh đã kỷ luật điều chuyển một số trưởng phó phòng, chuyên viên và chắc chắn là sẽ tiếp tục xử lý nghiêm, lành mạnh hơn trong thời gian tới. Nhưng xin thưa, thực tế của nhiều địa phương cho thấy, vòng vo, đánh võng, truyền bóng không chỉ là cấp trưởng phó phòng, chuyên viên, mà ghê gớm hơn là giám đốc các sở, phó chủ tịch, kể cả chủ tịch tỉnh, các vị này ngâm bóng, truyền bóng mới đáng sợ. Doanh nghiệp đầu tư một dự án, bỏ hàng trăm hàng ngàn tỷ đồng để triển khai các công đoạn, nhưng bị ngâm hồ sơ, bị các sở ngành truyền hồ sơ. Doanh nghiệp thì như trái bóng, còn các sở ngành là vận động viên bóng truyền chuyên nghiệp, chỉ truyền và đập. Dự án kéo dài năm này qua năm khác vì thủ tục, còn tiền lãi ngân hàng thì cứ chồng lên, doanh nghiệp tự ăn vào thịt mình, rồi dẫn đến phá sản. Doanh nghiệp nào cầm cự cho hết đoạn trường, thì khi có được giấy phép hoạt động, cơ hội kinh doanh cũng bị tuột mất, lòng tin và sự nhiệt huyết cũng tan theo. Doanh nghiệp sợ đến cửa công vì quá khổ sở, khó khăn cùng cực. Cán bộ thay vì hướng dẫn giúp đỡ, tháo gỡ vướng mắc để dự án nhanh chóng được triển khai, thì lại bắt lỗi, gây khó khăn, hành hạ, vòi vĩnh. Cán bộ không thấy sót tiền bạc, tài sản của doanh nghiệp đang phơi mưa, phơi nắng, đang lãng phí từng ngày vì sự chậm trễ, quan liêu và tiêu cực của mình hay sao? Trở lại vụ việc xin đừng đánh võng ở Thanh Hóa, ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý với đề xuất của Hiệp hội Doanh nghiệp là một việc chỉ nên giao cho một đầu mối chịu trách nhiệm xử lý trong khoảng thời gian nhất định. Đối với việc xin ý kiến của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong 3 ngày mà không trả lời thì coi như đồng ý và phải chịu trách nhiệm với sự đồng ý theo cách im lặng. Cách này là trị liệu căn bệnh ngâm hồ sơ không trả lời. Liệu tỉnh Thanh Hóa có làm được không? Lãnh đạo tỉnh có dám đưa ra cam kết trong thời hạn 3 ngày như đã nêu ở trên bằng một văn bản chính thức của địa phương hay không? Hay cũng chỉ nói qua loa cho qua chuyện để rồi đâu cũng lại vào đấy? Không phải chỉ tỉnh Thanh Hóa đánh võng đâu. Môn này và môn bóng chuyền doanh nghiệp hiện đang không còn hiếm thấy trên phạm vi cả nước nữa.